Thưa quý vị, dự kiến vào cuối năm 2022 và quý 1 của năm 2023 sẽ có thêm một số hãng hàng không khôi phục và mở thêm các đường bay đến Đà Nẵng và sẽ có khoảng 3.800 chuyến bay quốc tế đến thành phố, bình quân là 180 đến 190 chuyến bay một tuần. Du lịch Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, đồng thời đảm bảo an toàn điểm đến để đáp ứng phục vụ du khách, đặc biệt là trong dịp Tết 2023. Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp cho biết, hiện lượng khách đặt lưu trú tại khách sạn vào dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2023 khá nhiều. Phần lớn là do đơn vị đã ký kết với một số đối tác Hàn Quốc và khai thác thêm các đối tượng khách quốc tế khác. Khách sạn kỳ vọng lượng khách dịp Tết này sẽ khôi phục như năm 2019, thời điểm trước dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng các về cơ sở vật chất cũng như về con người để chúng tôi sẵn sàng phục vụ và đón cái lượng khách có thể là 50-60%, thậm chí là 80-90%. Hiện nay trên địa bàn thành phố, nhiều khách sạn thông minh cao cấp đã được khai trương, góp phần bổ sung thêm sản phẩm lưu trú chất lượng cao và công nghệ tiện ích cho điểm đến Đà Nẵng. Trong đó, khách sạn Win, trung tâm Đà Nẵng, nằm trên đường Trần Phú cho biết, cơ sở có 244 phòng, ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động, đáp ứng phục vụ tối đa nhu cầu của du khách trong dịp Tết. Bên cạnh đó, con người càng đang chú trọng đến sức khỏe sau dịch COVID-19. Xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đang được ưa chuộng. Cơ sở chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp cho hay, với phương pháp y học cổ truyền, ngày cao điểm cơ sở phục vụ cho khoảng từ 200 đến 300 khách. Trong dịp Tết Dương lịch, thường khách sẽ đặt khoảng 2 đến 3 tuần trước Tết. Cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực và các chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút du khách. Ngoài các hoạt động nội bộ, thì Sen Tài Thu còn kết hợp quảng bá dịch vụ trên các cái kênh truyền thông điện tử và hợp tác với rất là nhiều công ty tour, du lịch để kết nối khách đến sử dụng và trải nghiệm dịch vụ. Sau hơn 2 năm gián đoạn do COVID-19, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi tích cực và mạnh mẽ. Thành phố đã ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch khôi phục hoạt động. Các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng cũng đã dần được khôi phục. Đây là điều kiện thuận lợi để gia tăng lượng du khách đến với thành phố trong dịp Tết 2023. Các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố cũng đang đẩy mạnh nhiều giải pháp để thu hút khách quốc tế đến Đà Nẵng. Thì chúng tôi vẫn chọn cái giải pháp duy nhất đó là những nước có đường bay đến Đà Nẵng của chúng ta như Hàn Quốc, như Mã Lai, như Singapore, như Thái Lan, Ấn Độ và đặc biệt là thị trường Ấn Độ thì cũng là một cái thị trường mà chúng ta kỳ vọng trong Tết Dương lịch cũng như Tết âm lịch năm nay sẽ có cái lượng khách tăng rất là ấn tượng so với các cái thị trường khác. Và đây cũng là một cái thị trường mà du lịch của Đà Nẵng xác định sẽ là cái nguồn khách lớn và tiềm năng cho du lịch của thành phố. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành công văn số 6552 về đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn. Theo đó, giao các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiếp tục triển khai các chỉ đạo của thành phố về việc đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch dịp cao điểm, xử lý rủi ro trong các hoạt động liên quan đến khách du lịch trên địa bàn thành phố.